Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình và lại là tôi đây, Số Ca Thành Hòa. Thì ngày hôm nay tôi sẽ review Zinedine Zidane Moon Loyal Heroes. Và trên màn hình đã trở lại bộ chỉ số chi tiết của anh chàng này. Chỉ số ẩn bao gồm là sút xoáy, tinh tế, chuyền dài, kiến tạo và qua ngư 2.55, năm sau kỹ thuật. Đó là những thông tin cần thiết đó. Và còn về chiến thuật đơn của Zidane thì mình sẽ để xu hướng đó là công 3 và thủ 1. Còn cái chiến thuật đơn mà chi tiết thì mình chỉ chỉnh cái duy nhất cái SC1 thôi, những cái còn lại để mặc định hết. Mà Zidane diễn rất là hay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần chi tiết, điểm mạnh và điểm yếu. Và điểm đầu tiên khi mà mình nói đến anh chàng Zinedine Zidane mùa Loyal Heroes này, đó tức là khả năng phát động tấn công. Nếu như bạn có xem qua Zidane mà thời còn thi đấu cho Juve, Real hay là đội tuyển Pháp á, thì anh chàng này phát động tấn công rất là tốt. Trong mỗi đội hình mà có mặt của Zidane thì anh ta luôn luôn đảm nhận vai trò đó, nhận những cái đường truyền từ hàng hậu vệ tới Zidane và sau đó mới tới hàng tiền đạo. Và trong FIFA 24 cũng vậy, Zidane luôn chọn những cái vị trí thích hợp, không ai kèm để mà thể nhận bóng từ tuyến dưới và sau đó truyền lên tuyến trên. Và đặc biệt là khả năng truyền bóng của Zidane thì cực kỳ tốt rồi. Và anh ta có tầm nhìn cũng rất là rõ mỗi khi có bóng. Ví dụ trong trường này các bạn đã thấy Zidane đang cầm bóng này và có 3 hướng truyền: Gullit truyền về và truyền xuống lại cho Son Heung-min, thì đường truyền nào cũng hợp lý cả. Và nếu như mà khi mà cầu thủ mà nhận được đường truyền á mà không biết truyền đâu, ví dụ như là Gullit này không có truyền đâu, sẽ truyền về hoặc truyền Zidane, thì anh ta chắc chắn sẽ phải truyền cho Zidane. Bởi vì anh ta khi nhận bóng thì Zidane sẽ có rất nhiều hướng truyền hơn. Ví dụ trong trường này mà có cả 3 hướng truyền và những hướng đó đều thích hợp cả. Đó là lý do vì sao khi bạn có Zidane mùa Loyal Heroes trong đội hình rồi á, thì các bạn sẽ đỡ phải lo cái khả năng gọi là phát động tấn công. Thì cùng với đó thì Zidane còn có khả năng truyền rất là tốt trong mọi tư thế nha. Các bạn thấy khi mà phát động tấn công thì Zidane luôn truyền rất là chính xác, ít khi nào bị mắc lỗi lắm. Và nếu như cho dù một số trường hợp mà bị che đi á, thì Zidane vẫn có thể truyền xuyên qua được. Cùng với khả năng phát động tấn công đó thì Zidane còn có cái khả năng nữa, đó chính là khả năng kiến tạo để cho đồng đội mình có thể ghi bàn một cách dễ dàng bằng chọc khe W hoặc là quy đúp. Và nó cực kỳ chuẩn xác luôn nha, trong mọi trường hợp, kể cả chuyền khó hay chuyền dễ, chuyền kỹ thuật như thế nào đấy, bất cứ mọi trường hợp Zidane đều đã làm tốt cái vai trò kiến tạo của mình cả. Ví dụ như trong trường này các bạn có thể thấy trước mặt của Zidane đang bị kèm bởi hai cầu thủ, nhưng anh chàng này nhận thấy có một khoảng trống nhỏ ở giữa và đã quyết định chọc khe lên cho Ballack phía trên đang chạy chỗ, và được truyền cực kỳ chuẩn xác. Anh chàng hậu vệ này không thể nào mà cắt bóng kịp thời được, nó vừa đúng tầm Ballack để đón bóng và đánh bại thủ môn. Đó là về chọc khe thường, còn với những đường chọc khe bóng thì nó lại vô cùng hiệu quả nữa với lại Zinedine Zidane mùa Loyal Heroes. Và khi mà các bạn dùng quy đúp với Zidane thì tỏ ra anh chàng rất là điệu nghệ và đúng thật như vậy. Ví dụ trong trường này bạn thấy Zidane tung cú quy đúp cực kỳ điệu nghệ và chuẩn xác cho Mbappe vừa đúng tầm để đón bóng và giúp Mbappe có thể kiến tạo cho Ronaldo ghi bàn. Đấy là những đường truyền quy đúp cũng không hề yếu với lại Zinedine Zidane và nó nhìn có còn đẹp nữa. Còn ví dụ như trong trường hợp này các bạn thấy ngỡ như là không thể nào có một đường truyền bóng chính xác đâu. Ví dụ như này nè, Ronaldo đang bị bao vây bởi rất nhiều cầu thủ, ba cầu thủ xung quanh, nhưng Zidane trước đó đã lên lực rồi, nhưng cái đường truyền không phải ở chỗ Ronaldo đâu mà nhích tới một xíu ngay chỗ Văn Đại đó. Tuy rằng gần anh chàng Văn Đại nhưng mà Văn Đại cũng không thể nào mà cắt bóng kịp được, bởi vì Zidane canh được cái khoảng cách mà Ronaldo có thể chạy tới và đón vừa đúng tầm, vừa đúng lực và ghi bàn này. Rất là đơn giản với Zinedine Zidane bằng kỹ năng kiến tạo của mình. Chuyền bóng ở dưới đất thì đã hay rồi, còn khả năng mà tạt bóng trên không Zidane còn hay hơn rất là nhiều. Anh chàng này có kỹ năng tạt rất tuyệt vời nha, kể cả pha những pha cố định nè hay là những pha tạt bóng ở trong trận á, thì cái đường tạt nó thường đúng tới ngay cái vị trí mà cầu thủ của đội mình luôn, không giống như những là cầu thủ khác tạt nó hay bóng nó hay bay vô pha tranh chấp. Nhưng mà với Gullit thì đường tạt bóng luôn luôn tới ngay vị trí của đồng đội của mình. Ví dụ trong trường hợp này các bạn đã thấy nè, đường tạt của Zidane nó bay vào thẳng ngay của vị trí Mbappe và anh chàng này có tư thế vô cùng thoải mái để có thể đánh đầu bật cao và đánh bại hậu vệ đối phương. Cho dù Mbappe có chiều cao khiêm tốn đó, nhưng mà với những pha bóng như thế này Mbappe hoàn toàn có thể đánh bại hậu vệ được. Và đó là điểm khác biệt của khả năng tạt bóng của Zinedine Zidane mùa Loyal Heroes. Còn với những pha bóng cố định thì đường tạt của Zidane nó bay căng và chính xác hơn rất là nhiều so với những cầu thủ khác. Ví dụ như trong trường này các bạn có thể thấy là Gullit đang chạy chỗ nè, vì Zidane tung ra một cái đường tạt vô cùng chuẩn xác, mặc dù kế bên ta đang bị kèm đó, nhưng mà Gullit vẫn thoải mái đánh đầu không bị cản trở. Và kỹ năng tạt khi đá phạt này á, mình đây là một kỹ năng mới, có thể trong tương lai mình sẽ hướng dẫn kỹ năng này, các bạn nhớ subscribe để theo dõi video này. Đó là kỹ năng tạt của Zinedine Zidane mùa Loyal Heroes.
Và chúng ta đã vừa nói về khả năng gọi là giúp người khác ghi bàn của Zidane, thì bây giờ mình sẽ nói tới lượt Zinedine Zidane có khả năng ghi bàn như thế nào. Và đầu tiên đó là Zidane mùa Loyal Heroes có khả năng chọn vị trí rất là hay nha, và rất khác biệt so với những CM khác. Vì những anh chàng tiền vệ tấn công khác anh ta thường kiến tạo là sút xa, nhưng với Zidane thì không, anh ta thường là xâm nhập vào vòng cấm và chọn những vị trí thích hợp không ai kèm để dễ dàng giúp đồng đội chuyền bóng cho mình và ghi bàn sau khi đối mặt thủ môn. Ví dụ như trong trường hợp này các bạn có thể thấy nè, đây là pha phối hợp giữa Vieira với Gullit, và đột nhiên có một anh chàng Zidane đứng chính giữa và anh ta không tham gia vào tình huống chuyền này, mà anh ta đột một di chuyển thẳng về phía trước tạo bất ngờ cho đối thủ. Và pha bóng này là dành trọng rất là đẹp, và Vieira có một đường chuyền nhẹ chính xác và đơn giản. Cái pha bóng này ai cũng chuyền được, các cầu thủ môn cũng chuyền pha này. Và cái điểm này nó tạo nên sự khác biệt của Zidane mùa Loyal Heroes với lại những anh chàng CM khác, ví dụ như là Kevin Totti. Và đáng sẽ có nhiều người so sánh Zidane và Kevin. Kevin là anh chàng tiền vệ là chuyền và sút xa, còn Zidane là khác. Zidane cũng có thể chuyền được nhưng có một khả năng nữa, đó chính là chọn vị trí xâm nhập vòng cấm cực kỳ tốt đến từ anh chàng Zidane này. Và còn điểm tạo nên sự khác biệt của Zidane mùa Loyal Heroes với lại những anh chàng CM khác, đó chính là khả năng đua tốc độ. Zidane rất là nhanh cho những pha chạy của mình, những bước chạy của anh cực kỳ nhanh luôn, và hậu vệ khác rất khó để mà có thể theo đuổi kịp. Cùng với cái chỉ số tốc độ đó là một cái chỉ số sức mạnh nữa, thể hình có, tốc độ có đến từ Zidane ở vị trí CM. Đôi khi có những pha mà CB đội bạn muốn lấn Zidane đó, cũng cực kỳ khó. Nếu như có chân trụ tốt thì Zidane còn có thể lấn luôn cả băng đại. Và ví dụ như trong trường hợp này, Zidane đang đua tốc độ và có một anh chàng muốn lấn với lại huyền thoại người Pháp nè, đây, đây Zidane đang chạy đúng không, và đang lấn vào, lấn không được Zidane đâu, mạnh lắm, nhìn vậy chứ mạnh lắm đấy, rất khó để mà có thể lấy được bóng trong chân Zidane khi mà anh ta đã có một cái tốc độ nhất định rồi thì rất khó lấy. Và điểm này là một điểm cộng dành cho Zidane nếu như các bạn mà chơi theo kiểu sơ đồ mà ban bật mà gần vòng cấm á, hoặc là các bạn muốn chơi theo kiểu đua xe thần tốc á, đấy, thì Zidane rất hợp lý cho cái đội hình này. Và còn một điểm mạnh nữa của Zidane mà mình muốn nhắc đến, đó chính là khả năng rê bóng của anh chàng huyền thoại người Pháp này. Zidane có khả năng rê bóng rất là biệt, có người ta kiểm soát bóng và xoay hướng rất là nhanh, kiểu như Messi vậy. Nếu bạn nào rê bóng hay rê Messi thấy được, ví dụ như trong trường hợp này nè, bạn thấy là Zidane đang ngoặt xuống đúng không, và đột nhiên mình đổi hướng lại sang bên kia rất là nhanh, và hậu vệ không thể nào phản ứng kịp thời được. Và cái kỹ năng này thì cũng sẽ rất là hợp đối với những bạn nào hay đá theo kiểu là rê dắt á, rất là dễ, đặc biệt là CE nha. Zidane rê CE rất là mượt, và hậu vệ đội bạn rất khó đoán được cái thế hay là cái hướng nào đó Zidane định đi. Và cũng giống như những cầu thủ khác thì Zidane cũng rất đa dạng trong khâu dứt điểm của mình. Anh ta có thể dứt điểm khi đối mặt với mình bằng rất nhiều cách, có thể là ZD, có thể là DD và cũng có thể là D thường, tùy vào mỗi trường hợp mà mình có thể tung ra được những cú dứt điểm chuẩn xác. Và dĩ nhiên khả năng dứt điểm của Zidane là khỏi bàn cãi nè, rất là chính xác trong rất nhiều trường hợp. Và ngoài ra thì đi kèm với khả năng chạy chỗ thì khả năng dứt điểm này, hai cái này nó bổ trợ cho nhau rất là tốt. Và Zidane thường sẽ chọn những cái vị trí là đối mặt thủ môn, và những pha dứt điểm của Zidane khi đối mặt thủ môn rất chính xác. Ví dụ như pha này là anh ta sẽ chạy chỗ và dùng khả năng là ZD dễ vào hơn, bởi vì thủ môn đang lệch với góc bên kia đấy. Và nói luôn về khả năng dứt điểm, đó là anh em mình phải dứt điểm theo tùy vào trường hợp nha, chứ không phải dứt điểm là pha nào cũng ZD, pha nào cũng DD, pha nào cũng D, không phải. Tùy vào trường hợp, nếu sút góc gần sẽ là ZD, sút chiếu góc thì thường sẽ là DD hoặc là D thường. Ví dụ như pha này nè, pha này thì sẽ sút chiếu góc nè, đâu phải gì bóng khá hay gì đàn nè, chiếu góc đấy DD. Thường là DD sẽ là chiếu góc đấy, và ZD sẽ là thuận góc. Nên mình lưu ý là cái này đấy, nó nhiều bạn hỏi mình là đối mặt mình sút như thế nào thì mình không biết trả lời như thế nào. Nhưng với mỗi trường hợp mình sử dụng cách sút khác nhau. Ví dụ như pha này thì là D thường nè, đấy thủ môn ra xa là D thường. Thủ môn ra xa thì phải đề thường, thủ môn ra gần hoặc chưa ra thì sẽ là DD, còn mình muốn sút góc gần thì sẽ là ZD. Đấy, tùy vào mỗi trường hợp mình có thể tung lên cú dứt điểm hợp lý. Và đối với Zidane mùa Loyal Heroes thì các bạn có thể chọn rất nhiều kiểu sút khác nhau, kể cả QD cũng được nữa, nhưng mà phải tùy trường hợp, lưu ý cái này nhớ phải tùy trường hợp nha. Và nếu như Zidane đã có thể ghi bàn ở dưới đất rồi thì ở trên không cũng sẽ không ngoại lệ. Nếu như các bạn có theo dõi Zidane thi đấu ngoài đời thật thì anh chàng này rất hay ghi bàn những pha đánh đầu. Và đây là điểm mà EA đã làm rất chính xác về khả năng của Zidane, đó là trong những pha tranh chấp Zidane thường đánh bật cao rất là cao và đánh đầu vô cùng chuẩn xác. Ví dụ như trong pha bóng này nè, Ramos đã bật cao đánh đầu trước, nhưng mà sau đó thì Zidane lại
bật cao hơn nữa để mà đánh đầu tung lưới của Zohar bên phía đội bạn. Thì đây là một cái điểm mà khá đặc biệt của Zidane, và so với những chàng CM khác thì cũng rất hiếm anh chàng nào CM có thể có khả năng đánh đầu được Zidane. Đấy, và nếu như bạn nào chơi Takada thì không ngại hoặc là không sợ những pha tranh chấp mỏng của Zidane nữa rồi. Có một cái điểm trừ nho nhỏ dành cho Zidane mùa Loyal Heroes, đó chính là khả năng sút xa của anh chàng này. Những cú sút của Zidane thường thiếu đi sự uy lực, thiếu đi cái lực sút trong đó. Cái bóng bay rất là yếu, tuy nhiên vẫn có thể vào được, nhưng mà bóng rất là yếu, mặc dù có đôi khi có rất nhiều khoảng trống đó, nhưng mà nó rất khó để có thể ghi bàn được và hơi thiếu chuẩn xác. Ví dụ như trong trường hợp này nè, các bạn có thể thấy là Zidane đang có khoảng trống khá lớn trước mặt khung thành của đội bạn, đấy không ai che luôn và có thể sút vào góc bên trái hoặc góc bên phải, nhưng pha bóng này Zidane sút vào góc bên trái của khung thành và đã bị thủ môn cản phá, rất đáng tiếc. Tuy nhiên vẫn có thể vào được. Ví dụ như trường hợp này thì Zidane có thể sút vào nè. Trường hợp này thì trước mặt của Zidane, đấy không ai kèm mà anh ta sút chéo góc bằng chân trái luôn nha, vẫn có thể vào được. Nhưng mà cái lực á, cái quan trọng ở đây là ý tôi muốn nói đó chính là cái lực sút nó lại không có mạnh lắm. Vẫn có thể vào được nhưng mà cái lực sút nó không mạnh, nên khiến cho một số trường hợp ở thủ môn có thể đẩy bóng ra hoặc là bóc bóng một cách chính xác dễ dàng. Nhưng bù lại thì EA đã cho Zidane một khả năng nhít D cũng tuyệt vời, không kém những cầu thủ khác, nhưng mà tỷ lệ vào cũng rất là cao. Và điều đặc biệt là Zidane có thể dứt đê được cả bằng chân trái nè lẫn chân phải đều được, miễn sao là cái góc sút nó ok là có thể vào được ngay. Ví dụ như trong trường này Zidane dùng chân phải để dứt đê nè, các bạn thấy trước mặt Zidane đang có một cầu thủ đang theo kèm, nhưng ta vẫn dứt đê bằng chân phải, sút xoáy rất là đẹp, rất là cong, và thủ môn không tài nào đoán được và bắt được vào bóng này. Và đây là bằng chân phải thôi, nó rất là tuyệt vời như vậy. Còn khi mà các bạn sử dụng chân trái của Zidane để dứt đê thì nó cũng tuyệt vời y chang vậy đó, không khác gì đâu. Khác một cái là nó bằng chân trái thôi. Ví dụ như trong trường hợp tiếp theo, các bạn có thể thấy Zidane hoàn toàn có thể dùng chân trái để có thể ghi bàn. Và bóng này thì Zidane đã bị che trước một cầu thủ đó, nhưng mà anh ta vẫn có thể dứt đê vào góc xa khung thành và thủ môn hoàn toàn bị đánh bại. Không tài nào đoán được cái bóng bay bay hiểm lắm, không đoán được đâu. Zidane tuyệt vời, không ở cái khu này và móc xuất xa, nhưng bù lại chết đê thôi cũng được. Và đó là toàn bộ những cái bài review của mình về Zinedine Zidane mùa Loyal Heroes, và chúng ta sẽ cùng tổng hợp xem anh chàng này có những điểm nào nha. Đầu tiên là về điểm mạnh của anh chàng Zinedine Zidane Loyal Heroes, đó chính là truyền, phát động tấn công, chọn vị trí nè, tốc độ nè, rê bóng và đánh đầu. Còn về điểm yếu của Zidane thì chàng có cái điểm yếu duy nhất đó chính là khả năng sút xa của mình. Và nếu như các bạn thích clip này thì hãy để lại mình một like, share và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những clip sắp tới nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.